Rồi chúng ta học trang 78. Unit 6, bài học số 6, lesson 1, bài học số 1. Describing. Describe là mô tả. Describing, mô tả về people, mô tả về người. Listen and point, repeat, nghe và chỉ tay, lặp lại. Number one. Tall. Number two. Short. Number three. Big. Number four. Slim. Number five. Strong. Number six. Weak. Rồi, mời cả lớp luyện đọc. Tall. Âm A là L đó. Cô nhắc các bạn là đọc là O đó. Tall. 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 Nằm. Tall. Nhìn những chữ. Tall. 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 Có nghĩa là cao. Các bạn nhìn thấy mũi tên chỉ người này cao hơn không? Tall. Short. Rồi SH. Là SH sờ hờ này là cái chữ sờ mạnh, các bạn cong lưỡi lên, có chữ R cong lưỡi, chữ T bật lưỡi lên, short. 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 Mũi tên chỉ người này là thấp. Short là thấp, không có dịch lùng nha. Big. Đây, các bạn thấy, người ta thấy, các bạn có cái nhanh, người ta đọc là B, có âm G không? Big. 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 Khi mà đọc nhanh thì nghe nó ra big 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 big, nhưng mà mình không đọc big nha, mình có âm g gió nè, big. 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 Big có nghĩa là to, là bự, là lớn, lớn. Slim. Xì trước khi đọc slim. 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 Slim có nghĩa là gầy, là mảnh khảnh ha, nhìn người vừa vặn ha, nó gọi là slim chứ không có mập như ông này. Ông này mập thì to hơn thì gọi là big, còn cô thì này thì gầy thì nói là slim. Slim. Strong. Rồi thấy cái người này có cơ bắp không, cơ bắp cuồn cuộn, vậy thì mình sẽ nói là strong. C trước khi đọc strong. 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 Có âm ngờ đây, không phải cho đâu nha. Không phải cho nha, có chữ ngờ này. Strong. 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 Là khỏe. To khỏe, chắc khỏe, khỏe mạnh ha. Weak. Weak có chữ K, các bạn khờ nhẹ ra. Weak. 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 À, cô thấy còn các bạn nhìn không nhìn chữ đọc đấy nha. Weak. 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 Weak là yếu, ốm yếu à, ha. Yếu ớt. À, các bạn đọc nhanh một lần nữa. Tall. 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 Short. 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 Big. 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 To. To. Slim. 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 Mạnh khảnh. Mạnh khảnh. Gầy. Gầy. Strong. 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 Khỏe mạnh. Weak. 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 Ốm yếu. Ốm Yếu ớt. yếu. Rồi, cả lớp chép bài. Mỗi từ 5 lần cho nhớ đi. Listen and practice. Nghe và luyện tập. Is your father big or slim? He's slim. Is your sister tall or short? She's tall. Rồi cả lớp đọc. Is your father big or slim? Big or slim? Bố của bạn to hay là gầy? He's slim. Ông ấy thì gầy. Is your sister tall or short?
Chị gái của bạn cao hay là thấp? She's tall. Chị ấy thì cao. Rồi bây giờ muốn tạo thành câu hỏi thì chúng ta đưa is ra đầu câu, hiểu không? Và các bạn phải lên giọng cuối câu, nhưng mà ở đây có từ or thì các bạn chỉ cần xuống giọng thôi. Big or slim, được không? Tall or short. Rồi bây giờ mình qua làm bài tập xem ai hiểu bài. Look and write, practice. Nhìn và viết, sau đó luyện tập những câu này. Câu số 1, cả lớp đọc. Is Miss Smith tall or short? She's tall. Cô Miss thì Miss là cô đó ha, Smith, Miss là cái họ Miss á, cô Smith thì cao hay là thấp? Cái từ o, từ o này này các bạn cong lưỡi lên, o có nghĩa là hoặc là hay là cao hay là thấp. Vậy cô ấy cao thì các bạn nói she's tall. Rồi câu số 2, mời các bạn đọc. Is your sister big or slim? Chị gái của bạn to hay là gầy? Chị gái của bạn She big. Big. À, cái mũi tên chị, cái bạn to này nè, à, cái bạn này bụng to nè, này là big. À. Rồi câu số 3, cả lớp chỉ tay. Is your brother strong or weak? Anh trai của bạn khỏe hay là yếu ớt? He's strong. À, cái mũi tên chỉ vào cái bạn có cơ bắp là he's strong. Anh ấy khỏe. Câu số 4 này, ai đọc giỏi nè. Is your grandfather ông của bạn thì cao hay là thấp? Các bạn nhìn hình ra ông cao hay thấp này? À thấp à. He short. Bật lên. He ông ấy thì thấp. Chúng ta qua bài tiếp theo nè. Rồi cả lớp, look and listen, nhìn và nghe. At my house. Cái chỗ phải at này không phải là to be của is đâu nha, chú ý nè. Thế mình sao cô dạy không có chú ý nha. My phải at ở đây là không phải là is đâu nha, mà chúng ta dịch ngược lại là nhà của house vậy. Âm nhà của my nha, ngôi nhà của bạn my. Vậy thì chúng ta có cái chữ phải s này có nghĩa là của nha. At my house, ngôi nhà của Mai. Rồi bây giờ các bạn nghe coi nhà của Mai có cái gì. Bắt đầu. At my's house. Number one. Hi, Mai. What's that? It's a painting of my father. Is your father tall or short? He's tall. Number two. Hi, Mai. Is your mother strong or weak? She's weak. Okay. Number three. Hey, Mai, is your sister big or slim? She's slim. Okay, thanks. Number four. Is she tall or short? She's short. Thank you. Huh? Oh, Alfie, I think you need help from my art teacher. Rồi các bạn nghe hiểu cái gì không? Yeah. Bây giờ chúng ta cùng nghe và đọc lại. Đó, các bạn không hiểu là bạn phải chú ý vào nha. Rồi bắt đầu. At my's house. Look at the pictures. Listen. There is one example. Number one. Hi, Mai.
What's that? It's a painting of my father. Is your father tall or short? He's tall. Can you see the circle? This is an example. Now listen and circle. Rồi cả lớp đọc at my house. Tại ngôi nhà của Hạ Mai. Xin mời. Chào Mai. What's that? Kia là gì vậy? It's a painting. Đó là bức tranh vẽ bằng cọ. Of my father. Bao nhiêu chữ đọc? Of my father. Của bố của tôi đấy. Is your father? Is your father. Tall or short? Tall or short. Bố của bạn cao hay là thấp? Bố của bạn cao hay là thấp? He's tall. He's tall. Ông ấy thì cao. Ông ấy thì cao. Rồi chúng ta qua phần số 2. Number 2. Các bạn nghe và các bạn khoanh tròn vào. Hi Mai, is your mother strong or weak? She's weak. Okay. Rồi, đã lắm. Chọn từ nào? Weak. Weak. Cut out. Weak. Weak. Đã lắm đọc. Hi, Mai. Hi, Mai. Chào Mai. Chào Mai. Is your mother strong or weak? Is your mother strong or weak? Mẹ của bạn thì khỏe mạnh hay là yếu ớt? She's weak. Mẹ thì yếu. Okay. Okay. Được rồi. Bạn nghe câu số 3. Number 3. Hey Mai. Is your sister big or slim? She's slim. Okay, thanks. Chọn từ nào mà? Slim. Slim. Đó lắm đọc. Hey, Mai. Hey, Mai. Này Mai ơi. Này Mai ơi. Is your sister big or slim? Is your sister big or slim? Chị gái của bạn to to hay là gầy? She's slim. She's slim. Cô ấy thì gầy. Cô ấy thì gầy. Okay, thanks. Được rồi, cảm ơn nhé. Được rồi. Chắc là bạn này bạn đang cứ hỏi thông tin để bạn vẽ đúng không? Rồi câu số 4 các bạn nghe từ gì nè? Number 4. Is she tall or short? She's short. Thank you. Huh? Oh, Alfie. I think you need help from my art teacher. Rồi các bạn chọn từ nào? Short. 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 Đã lớp đọc. Is she tall or short? Is she tall or short? Cô ấy cao hay là thấp? Cô ấy cao. She is short. Cô ấy thì thấp. Cô ấy thì thấp. Thank you. Thank you. Cảm ơn nhé. Cảm ơn chị. Hả? Oh, Alfie. Oh, Alfie. Ôi, Alfie à. Oh, yeah. I think you need help. I think you need help. Tôi nghĩ bạn cần sự giúp đỡ.
Tôi hỏi bạn cần sự giúp đỡ From my art teacher. From my art teacher. Từ giáo viên mỹ thuật của tôi. Từ giáo viên mỹ thuật của Rồi nhiệm vụ của các bạn viết vào. Sau đó làm bài tập Point Ask and Answer. Chỉ tay hỏi tôi. và trả lời. Is he tall or short? Là anh ấy cao hay là anh ấy thấp? Vậy bây giờ mình sẽ bắt cặp theo anh này với anh này đi. Hai anh này nha. Hỏi anh này cao hay là thấp? Đó là câu số 1 ở đây. Rồi bây giờ mình qua câu số 2. Để cô viết lại câu số 1 nè. Số 1 hai anh này nè. Thì mình nói cái bạn này trước nha. Là is. Các bạn. Theo cô thì các bạn đánh dấu vào đi. Đánh dấu số rồi. Bạn này là bạn số 1 đi. Bạn này bạn số 2. Bạn này bạn số 3. Số 4 ở đây đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, các bạn làm 12, cái bạn này hỏi sao đây? Bạn đầu tiên, bạn này là cao hơn đúng không? Vậy thì mình sẽ hỏi là, đây là bạn trai đúng không? Câu số 1 mình hỏi là is. Có một người thì mình dùng is. Rồi đi với he. Cao thì các bạn nói là tall hay là or short. Cậu ấy cao hay là thấp? Các bạn trả lời. He's tall. Cậu ấy cao. Rồi xong chưa? Cái này hiểu không? Rồi câu số 2. Rồi tương tự hỏi bạn này thấp hơn thì nói is he tall or short? Vậy thì chúng ta trả lời anh ấy thấp thì sẽ nói là he's short. Rồi qua câu số 3 ở đây. Bạn này là hỏi anh ấy khỏe hay là ốm yếu? Vậy anh ấy là is he khỏe là strong hay là or ốm yếu là weak? Nhớ nhớ từ vựng để viết nha. Rồi anh ấy thì các bạn nói là he's khỏe là strong. Rồi qua câu số 4 tương tự hỏi lại. Đây là con trai hay con gái các bạn? Con trai luôn phải không? Vậy he. Hỏi anh ấy khỏe hay là ốm yếu? Vậy anh này ốm yếu thì mình sẽ nói là he's weak. Weak. Rồi câu số 5, bạn này hỏi sao ta? À, mập hay là gầy? À, câu số 5. À, hai cái này này so với hai bạn này này. Là bạn này to, bạn này sẽ bị gầy, đúng không? Vậy y thì bạn trai là phải nói y thì rồi to là big. Or slim mảnh khảnh yếu gầy gò mảnh khảnh. Vậy anh ấy thì slim mình sẽ mình viết vào đây he slim. Rồi tới lượt bạn này là chắc chắn là to rồi. Tôi sáu e biết on slim. Yeah. Rồi anh này là to thì mình sẽ dùng là big. Rồi tương tự câu số 7. Câu 7 thì mình cũng 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 so sánh sao ta? Cao thấp ha. Được không? Cao thấp số 7. Bạn này cao hay là thấp? Ờ, câu 7 nó giống câu 2 các bạn ơi. Is he tall or short? He short. Vậy câu 8 thì nó giống câu số 1. Is tall or short? He tall. Rồi câu 9 với lại câu 10. Câu 9 câu 10 các bạn nói làm sao ta?
Câu 9. Vậy hỏi coi xem là bạn này cao hay là thấp. Is she tall or short? Bạn gái số 9 thì cao, mình sẽ nói là she tall. Vậy nó giống với câu này. Câu này giống câu copy luôn. Cô đưa cái chữ nhỏ lại các bạn nha. Rồi câu số 10. Số 9 là C chứ còn. Con gái mà nhỉ. Đi. Đó, các bạn phải chú ý ngữ pháp. Trai hay gái, ghi hay si, số ít hay số nhiều, rất là quan trọng. Rồi câu số 10. Bạn này mình nói làm sao ta? Cô ấy mập hay gầy đi. Nè. Vậy là big or slim? Câu 10. She, con gái là she, big or slim, vậy cô ấy slim thì các bạn là she slim. Cô ấy slim có nghĩa là gầy gò, mà nó gầy theo cái kiểu là người cũng cân đối nha, chứ không phải gầy dơ xương. Gầy dơ xương ra thì gọi là ốm yếu, là weak rồi. Rồi bây giờ hai bạn 11 và 12. Vậy bản 12 này to hơn đúng không? To hơn, mập hơn cái bản 11. Vậy mình nói là easy gì? Is she big or slim? She slim. Rồi bản số 12. Is she big or slim? She big. Quế to. Rồi tạm tạm vậy đi. Tao nhớ mà. Chị Phải thuộc từ vựng nó làm nhanh được. Các bạn nhớ ở đây có từ mới nè, các bạn chú ý nè, ask and answer questions, hỏi và trả lời các câu hỏi about your families, về các gia đình của các bạn. Is your dad tall or short? Là bố của bạn cao hay là thấp? He's tall. Bố của tôi thì cao. Ok, your turn. Nè, cái câu này khó nè. Ok, mình học turn right, turn left là quẹo phải, quẹo trái đúng không? Nhưng mà hôm nay người ta có cái từ your turn. Tức là được rồi, tới lượt của bạn. Tới phiên bạn đó. Được chưa? Bạn này hỏi nè, xong bạn này trả lời, cái bạn nói ok, your turn, tới lượt bạn hỏi là tôi đi. Hiểu chưa? Nãy cô cho các bạn luyện tập đó. Rồi, chúng ta làm cuộc bút trang 52 và 53. Draw a line. Hãy vẽ đường kẻ, các bạn nối vào thôi. Câu 1 là strong. Câu 2 là slim. Câu 3 là tall. Câu 4 short. Câu số 5 là weak. Câu 6 là big. Rồi các bạn làm đi, xong các bạn check answer có đúng không? Rồi qua bài tiếp theo, complete the words, hoàn thành các cái từ vựng này. Từ mình mới học xong, ai không thuộc, tức là ai không làm được cái bài này là chưa thuộc đó. Cho nên là phải ôn kỹ bài nha. Câu 1 là tall. Câu 2 là slim. Câu 3 là strong. Câu 4 big. Câu 5 weak. Câu 6 short. Rồi chúng ta qua phần nghe. Cả lớp im lặng bắt đầu nghe. Unit 6. Listen and put a tick, nghe và đánh dấu tích đúng or a cross hoặc là dấu chéo sai vào. Tại sao các bạn không nhìn vô cái tựa đề? Rồi mai mốt không biết làm. Lesson 1. C. Listen and put a tick or a cross. Number 1. Is your uncle tall or short? He's tall. Oh, okay. Number 2. Is your brother tall or short?
He's short. Short? Yes, that's right. Number three. Is your father big or slim? He's slim. Cool. My father is slim too. Number four. Is your mother big or slim? She's big. Cool. Bạn nghe được không? Ờ được. Check answer nha. Rồi. Câu số 1, tiếp 2, tiếp câu số 3. Cross số 4. Cross ai làm đúng hết? Rồi qua phần bài tập tiếp theo, look and write. Nhìn và viết. Brother. Vậy bây giờ hỏi brother là tall hay là short thì trả lời short. Bắt đầu. Anh trai có một người thôi thì chúng ta dùng is. Is your brother tall or short? Anh của bạn cao hay thấp? Người ta cho thông tin short. Thấp ở đây nè. Các cô giảng các bạn không chú ý đó. Rồi, he short. Tương tự mẹ. Hỏi mẹ big or slim? Trả lời mẹ slim. Hiểu không? Hiểu không? Rồi làm lẹ giùm cô đi. Rồi tương tự father, bố, bố của bạn tall or short, cao hay là thấp? Trả lời thông tin bố cao, he tall. Câu tiếp theo, sister, hỏi chị gái của bạn. Bạn nào không có sách thì lấy tập ra viết nha. Phước ơi, is your sister big or slim? Chị gái của bạn to hay là gầy? Vậy là thông tin là chị ấy to, nó là she's big. Rồi uncle, tương tự hỏi chú của bạn, strong or weak, khỏe hay là yếu ớt? Thông tin là strong, he strong. Rồi làm lẹ dùm cô coi, sau đó check answer nha. Kiểm tra đáp án coi xem bạn nào đúng hay sai. Không được nhìn thông tin của cô nha. Các bạn làm notebook trang 34 nha. Rồi viết các từ vựng vừa mới học xong. To, cao, short, thấp, ngắn. Big, to, lớn. Slim, mảnh khảnh, thon thả. Strong, khỏe mạnh. Weak, yếu. Rồi sau đó các bạn làm bài tập structure, cấu trúc câu. Listen and practice the structure. Nghe và luyện tập cấu trúc câu. Is your father big or slim? Bố của bạn to lớn hay là mảnh khảnh? He slim. Bố của mình mảnh khảnh. Is your sister tall or short? Rồi qua tương tự qua câu số 2. Uncle, vậy mình hỏi uncle có một người chú thôi, dùng is your uncle. Nhớ chữ you và chữ your phân biệt nha. Strong or weak? Chú của bạn khỏe hay là yếu? Trả lời he's. Người ta cho thông tin weak nè. Hiểu bạn trả lời weak. Chú ấy yếu. Rồi sister, chị của bạn. Is your sister big or slim? Trả lời she slim. Rồi grandfather, ông cũng một người luôn. Is your grandfather? Đó, mình học một câu nào thì nó dễ một câu đó, nhưng mà sau này nó gộp vô nhiều mẫu câu chung mình phải khó lựa chọn. Khó. Tall or short? He short. Cái số 2 đó là không biết mà cô. Anh chỉ vô cái
À, cái hình này hả, cái mũi tên hả, Strong bạn sửa lại cái mũi tên này chỉ vô strong thì các bạn chỉ vào strong. Rồi cái mũi tên này cô ấy big to thì các bạn ghi big. Rồi ông short, rồi làm có đúng vào câu vậy. Sao nhớ bạn? Rồi xong lấy family and friend ra học.